22 giờ đêm, trời lạnh buốt. Đi quanh các con phố Hà Nội, rất nhiều người lao động tự do làm đủ nghề khác nhau. Những người mưu sinh đêm co cụm bên đống lửa sưởi ấm trong cái lạnh thấu xương. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời khoảng 11 đến 13 độ C, nhưng chị Phan Thanh Mai, công nhân vệ sinh môi trường, chỉ mặc bộ quần áo mỏng để quét dọn rác. Theo chị, dù thời tiết mưa rét hay tạnh ráo, thì lịch làm việc của cái nghề này vẫn không thay đổi. Đi làm cái lúc làm thì nó nóng lên chẳng thấy lạnh, giờ ngồi nghỉ chờ rác cầu rác thì nó mới lạnh thôi, chứ còn lúc đi làm mình chỉ cần mặc cái áo mỏng xong thì thấy bình thường, tại mình làm mình lao động này, vận động là nóng ấm người lên, không lạnh lắm. Rồi là con đi từ 2:30 tới tối này chờ cầu, khi nào cầu về lấy rác đi thì đi. Tầm 10 giờ trở nên có hôm kẹt thì 11 giờ cũng có. Đêm xuống, dù đã khoác áo ấm dày, nhiều người vẫn co ro. Trời lạnh giá nên người dân cũng hạn chế ra đường, nên việc buôn bán cũng ế ẩm. Nhưng nhiều người bán hàng vẫn bươn chải, gom nhặt lo toan cho gia đình. Tiết năm nay thì nó cũng rét muộn đấy, nhưng mà nó đột ngột thì rét quá. Rét này ít khách lắm, anh làm xuyên đêm. Anh sưởi thế này thôi chứ đi thì làm sao mà chống được, lạnh thì phải chịu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 18 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi. Từ đêm, các khu vực này mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại, vùng núi cao xảy ra mưa tuyết và băng giá. Hình thái thời tiết này kéo dài ở Bắc Bộ đến khoảng ngày 25 tháng 12, Trung Bộ rét đậm đến khoảng ngày 24 tháng 12.